We go to the beach. Đi ra biển chơi. See you there. Guess what? I'm here at the beach. Not the perfect day for hanging out at the beach though. Hôm nay mình ra biển mà trời biển âm u. May ở ngoài đó là có cái chiếc tàu nó bị chìm á, chiếc tàu đó bằng xi măng á. Tàu rất lạ, nó bằng xi măng. Của mình bên đây là cái clip. Cái clip này gọi là Sea Cliff Beach. Ê, cầu tàu ra. Cái cầu tàu này nó ra cái đầu cuối nó có chiếc tàu bằng xi măng nó bị bể rồi. Có bây giờ là chỉ để mấy con chim nó đậu đó thôi. So this pier is damaged by the storm and the cement ship out there is a wreck. Look at the Santa Cruz that way. A lot of seabirds, nhiều con chim hải âu rồi bự lắm. Cái biển này nó không có sạch lắm. Nó có nhiều cái củi, mấy cái cây nó tạt vô đây nè, mình dơ giấy. Nhưng mà that's okay. Lots of driftwood here in this beach. But that's okay. Let's walk to the pier. Trên cái cầu tàu này người ta câu cá. Mình ra coi có cá không? Có người ta câu được cá không? It's the end of the pier, they block it because of the damage. So you cannot go all the way. Mình không có đi được hết cái cầu tàu này tại vì nó bị hư rồi. Nó ngăn lại. Unfortunately, we cannot go out that way. Now is the bird's house. Ngoài đó là mấy con chim nó ở luôn rồi. Ra đó không được. Pelican. Cái Việt Nam cái con này là con gì không biết nữa. This this pier smells so bad because of all the poop. Chỗ này cái tàu này nó hôi lắm, tại vì mấy con chim nó ị quá trời.
đi biển mà hên xui, nhiều khi trời nắng, nhiều khi trời âm u như vậy lạnh chết mồ. Thấy biển không ca toàn mấy cái củi không à, không có sạch lắm nhưng mà ok, sạch nhưng mà nó không phải là mấy cái củi này nó không phải là củi dơ củi sạch, nó nhìn nó không có nó đẹp thôi chứ nó cũng sạch lắm, không có mấy cái rác như ở bên Việt Nam nhưng mà nhìn nó không đẹp. Trời ơi, mấy đứa nhỏ trời lạnh vậy mà nó tắm, so cold they swimming in the water, I'm freezing up here. Nhìn lên mấy cái nhà trên cái clip á, mắc tiền bão luôn. Chụp mấy tấm hình của chiếc tàu xi măng. Cái tàu này làm bằng xi măng à, hồi năm mấy, để coi đi, mình về mình coi lại coi. Nó bị tấp vô đây rồi nó kẹt luôn. Xong rồi năm rồi bão quá rồi nó bể ra luôn. Shipwreck I think was here like a few years ago, but last year the big storm came and just wrecked it, just totally destroyed it. That's the cliff right there, and actually there's a stair go up to the parking lot. Có cái cầu thang đi lên trên cái dốc núi đó là có cái chỗ đậu xe đó. Đi xuống đây ra cái cầu tàu này. Cầu tàu nãy giờ chỉ có người ta ra câu cá chơi cho vui chứ không làm gì được, không có tàu nào vô đây hết. Ôi, trời nắng lên này. Mấy đứa nhỏ biết chạy đâu mất hết rồi. Đứng ra tới cái bờ biển này nhìn nó gần hơn chút xíu nè. Trying to get closer to the wrecks. Bữa đi biển hôm nay mình không có tính đi, tại vì mấy hai đứa con gái nó rủ bạn nó ra biển chơi để mình phải chở cho nó đi, cho nên mình lỡ rồi ra đi chụp hình chơi cho vui luôn, chứ thật ra mình cũng không có tính ra đây. Yeah, I didn't plan to come out to the beach today, but my girls and her friends decided to come out here for a day, so I have to be the driver. Take them there. I'd rather have a plan. Bring some food, some cold drinks, but I only have water. Bought some sandwiches. That's it. Ở đây mấy cái củi, không biết nó có cho đốt không? Buổi tối ra đây đốt củi được không? Đốt. Wonder if they let you burn the woods. I don't see any burn marks, so probably not. Look at this size of the ship. Bãi biển ở đây thường thường vô đây mình phải trả 10 đồng đậu xe. Nó có cái quán nhỏ này nè, nó bán đồ ăn mà nó bán đồ mắc chết mồ đi. Mình đem đồ xuống đây ăn thì tiện nhất.
đem mùa hè đem thịt xuống đây nướng rồi gì đó. Nhưng mà cái biển này mình không đẹp lắm, nhiều chỗ đẹp hơn nhiều. Rồi nó có mấy cái chỗ ngồi ăn đây, có cái chỗ restroom, có cái toilet. Tàu, cái tàu shipwreck right there. You see the cái tàu nó bị bể thôi. Đây nhìn thấy rõ không? Đi lên. I'm gonna walk upstairs. Cảnh tuốt ở trên cái clip này trên trên núi mình nhìn xuống rất là đẹp. It's the view up, way up on the top. Trên đây là cái parking lot, cái chỗ đậu xe. It's up here the parking lot. Check out the views. It's beautiful up here. The view way up on the top here. I'm taking some 4K videos. Tốt ở dưới chiếc tàu. Mình đang tốt ở trên đỉnh. Đẹp không? It's so beautiful up here, man. Check out the view. Coi nè. So chỗ này buổi chiều mà ngồi ngắm ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn là cũng đẹp lắm ạ. Đây nó để một hàng ghế. So in the evening I'm gonna just sit here and chill. It'll be really nice. Đứng đây ghê quá. Đứng ở đây mình thấy nguy hiểm như sợ không? So scary standing up here. I didn't know I was afraid of height, but it looks kind of scary. That's the view south of here. Nhìn về hướng nam, ngoài biển ở đây. Ở đây chiếc cầu tàu, và chiếc tàu ngoài đó. And then here's the north side, miền Bắc. Trên đây là cái parking lot. Trên đây là cái bãi đậu xe. Up here in the parking lot. And you can check out the view, the ocean view. Biển. So check it out. It's kind of scary. Go close to the cliffs. Cốc dưới núi dưới. Cao dễ sợ luôn. Té xuống cái là chết liền.
còn đi đạp dễ sợ luôn. Giờ đang trời cũng còn nắng quá, chứ chiều ngồi đây mát mát là hết sảy. It's still, the sun is out, but it's not that hot, so it's okay. But it's much better in the evening. I'm heading down to the beach again. Đi xuống. Sorry. Đi xuống cầu thang khỏe hơn nhiều ha. Going down the stairs much nicer, of course, right? Check out the view real quick. The stair. Look at the view. Coi cảnh nè. Đi xuống nhẹ rung quá, thôi để mình tắt đi. Almost down to the bottom of the stair. Sắp xuống tới rồi. Mấy đứa nhỏ không biết cái này, nó chơi đã chưa. Biển ở đây còn dậy chứ mà xuống lạnh chết luôn, không bao giờ tắm được hết. Chỉ có đi qua bánh Hawaii thì tắm được thôi. Nhưng mà mấy đứa nhỏ ở đây nó không có sợ, nó tắm tỉnh bơ à. Trời trên đây nóng vậy chứ mà xuống với lạnh chết mồ luôn. Hãy khi có tiền đi Hawaii chứ, book một vé một người cũng khoảng 1.500 trở lên, 4 người hết 6.000. Okay, check out the view. Này xuống tới đất, xuống dưới mặt. I'm here on the beach right now, and the view is still gorgeous, gorgeous, beautiful. And ở trong những cái khu picnic, cái chỗ mà mình có thể mình nướng thịt. Mấy bên kia người ta đang nướng thịt, khói lên đang nướng thịt chơi. Barbecuing over there. Make me want to go home and do it myself. I think the kids are right there. Cái đứa nhỏ đi đó là phải. Chiếc tàu này nó là bằng xi măng không à? Mà sao nó nổi được ta? Lịch sử trên website nó nói là này, chiếc tàu này nó bị kẹt ở đây nó. It's the cliff. We're standing all the way up there. Cái này cái dốc núi hồi nãy mình đứng tuốt ở trên, mình đi ở dưới nhìn lên. Dưới gầm tàu, dưới gầm cầu tàu.
đi vòng vòng hơi mệt rồi, giờ ngồi đây chờ mấy đứa nhỏ cho nó tắm xong. Không biết tụi nó nhảy xuống dưới tắm không thì không biết. I don't know if the kids are swimming in the ocean or not, but I'm tired. I'm just gonna chill here and wait for them. I'm dead tired and the kids are still playing on the beach. Mấy đứa nhỏ vẫn còn chơi, ham chơi. Mình mệt muốn chết rồi. Muốn về nhà ngủ. So finally the kids are finished playing at the beach and I gonna drive them home. But fighting traffic all the way through. Về nhà được rồi, cho nên mình cũng vui lắm nhưng mà gặp kẹt xe quá chừng quá đất. Thôi xin chào bà con nha, hẹn gặp lại.